Nhưng bây giờ cha thì mất rồi, rồi bây giờ còn có một mình chị hai thôi, chị hai đi làm. Rồi con nghĩ chị hai có làm lo được lớp mẹ này, rồi lớp em với thêm một đứa em đi học. Rồi lỡ như mà mẹ cho con nghỉ rồi sao? Con nghĩ là con sẽ bỏ luôn học bạ một năm để rồi đi làm kiếm tiền, sau đó rồi mới đăng ký đi học lại. Nếu mà không có ai giúp đỡ thì con sẽ ngưng một năm để đi làm kiếm tiền. Rồi có tiền rồi mình học, giống như mình học trễ rồi ha. Đó, cô chú anh chị nghe bé tâm sự rất là ham học luôn. Đó thì Mạnh cũng rất là mong quý cô chú anh chị trong và ngoài nước có thể mà giúp đỡ cho bé để mà bé đi ăn học. Cố mà làm xong rồi lo cho nó học tới nơi tới chốn, sau này có gì mình cũng giúp đỡ lại thì biết sao được. Bây giờ còn có một mình con đi làm thôi, một mình bé Na của chú anh chị làm cũng không được rồi, nó căn bệnh mệt trong mình á, bị xuyển. Bây giờ ở chảnh chỉ còn mình anh con làm hả? Dạ. Con có số điện thoại không? Có. Con có nhớ số điện thoại không? Cái này cho riêng đi, để em thôi đọc lên, nhiều khi nó không hay. Đúng rồi, tại vì bé còn nhỏ, con gái nữa, bất công đó. Như lạc người quá, người ta cho chọc ghẹo quá, nó cũng không hay ha. Nhưng mà lấy số của thiện đồ này có nhà hiện cho thả ra luôn. Cô chú anh chị biết không, bây giờ là bé Na một mình, là bây giờ là phải làm nuôi mẹ và hai đứa em đang đi học luôn cô chú anh chị. Đó, bây giờ có một mình thôi sao mà làm cái gánh nặng này, rất là áp lực luôn. Mẹ thì đang bị bệnh suyễn, bây giờ hồi nãy thì mẹ bé Na cũng tính là để cho bé giữa này nè là nghỉ học, còn một bé nhỏ thôi, chứ bây giờ một mình bé Na đâu có thể nào mà làm mà nuôi mẹ rồi thêm hai đứa em mà đang đi học nữa, sao mà làm nuôi nổi. Thì cô chú nào mà cảm thấy thương hoàn cảnh của bốn mẹ con thì muốn giúp những cái phần yêu thương ở đây thì cứ liên hệ trực tiếp cho mấy anh em ở đây để mà trao những cái phần yêu thương giúp đỡ cho gia đình để mà vượt qua cái khó khăn ngay lúc này của chú anh chị. Từ đó tới giờ là cha con cũng không có nhà luôn ha, là muốn nhà trọ ở không hả? Dạ. Là ở trên chảnh là bao nhiêu năm rồi, trên Bình Dương á? Bình Dương là con học lớp 9 là con lên Bình Dương. Lớp 9 lên Bình Dương ha. Dạ. Nói chung là nhà của anh Tưởng là ba cô con gái cả nhà, cô nào cũng xinh hết. Thì bây giờ đây vợ của chú anh chị, đây là vợ của anh Tưởng đó. Rất là xanh xao luôn. Chị đang bị bệnh suyễn đó, không có thể nào đi làm được cô chú anh chị, ốm yếu lắm. Giờ chỉ còn có một mình bé Na thôi, và là con gái lớn của anh Tưởng. Bây giờ một mình bé là phải nuôi mẹ và nuôi hai đứa em, trong khi đó là hai đứa em đang học hành nữa. Bây giờ thì trông cậy vào bé Na thôi đó cô chú anh chị. Chị là chị tính cho bé kế là nghỉ luôn hả chị? Mà bé, em nghe nói là bé rất là ham học. Bé học giỏi lắm. Dạ, trẻ người cũng rắn. Bé học giỏi, nhỏ lớn luôn, học sinh giỏi, năm nào cũng học sinh giỏi hết á. Nhưng bé cho, bé nó không chịu nghỉ. Không chịu nghỉ. Không chịu nghỉ. Sao mà có thể mà lo mà chị rồi
mình, trong khi đó hai đứa em đang học đó. Mà làm công nhân làm gì mà nuôi nổi mà để mà hai đứa em mình đi học, mà trong khi đó là bé giữa là học lớp 12. Sang năm là đi vô đại học. Trời ơi. Rồi bây giờ chị quyết định cho nghỉ. Thì rất mong, hy vọng những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân có thể mà giúp đỡ cho bé Kế nè, để mà lo học hành đến nơi đến chốn của chú anh chị. Rồi sang năm này là bắt đầu vô đại học. Bây giờ nếu mà xong xuôi đó mà chị phải cố gắng là cho cháu đi học nhiều đi. Tới đâu mình tính tới đó. Nhưng mà khó à. Tại vì chị đâu có đi làm đâu. Chỉ có một mình bé Nang gái lớn thôi mà làm công nhân. Thì rất là mong ông bà cô chú trong và ngoài nước xem được cái đoạn video này, có thể giúp cho chị cũng như giúp cho bé Na là đứa con gái lớn đó, để mà phụ cho bé gái đó, con của chị đó, để mà cố gắng học hết đại học của chú anh chị. Bây giờ bé rất là ham học luôn, nhưng mà bây giờ học giỏi không hả chị? Trời ơi, vậy mà bây giờ bỏ thì thấy uổng quá. Là năm nào cũng có giấy khen hết hả chị? Là cũng có, nói giờ mấy chục tấm giấy khen luôn. Mấy chục tấm luôn. Rồi, mình khó khăn mà lo cho cháu vậy là quá thì tốt, mà bây giờ không có học nữa thì nó tiếc quá. Rất là mong cô chú anh chị trong ngoài nước có thể mà giúp được một phần nào đó cô chú anh chị. Thật sự là mấy anh em ở đây rất là chân thành mong muốn cô chú anh chị có thể giúp được cho gia đình của chị. Tại vì ở đây là mấy anh em quay là cũng xem, cũng như hỏi người dân, bà con ở đây xem cái hoàn cảnh của chị ở đây có thật sự như vậy hay không. Mà đúng sự thật của chú anh chị là vợ chồng của anh Tưởng đây là không có nhà cửa, không có đất đai gì hết á. Hai vợ chồng với ba đứa con đi Bình Dương làm, thì không may thì anh Tưởng gặp cái sự cố tai nạn giao thông thì qua đời. Còn một mình đứa con gái lớn đi làm để mà nuôi mẹ và hai đứa em, mà trong khi đó hai đứa em đang học. Thì rất là mong cô chú anh chị có thể mà giúp được một phần nào đó. Thì em cũng hy vọng thôi, em cũng mong là những cô chú anh chị xem được cái đoạn video này á, có thể giúp được cho chị. Em cũng mong là Mạnh Thường Quân với cô chú anh chị có thể mà giúp cho em được phần nào. Em cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Là ngày mốt của chú anh chị, ngày mốt là chôn, ngày mốt là động quan, ngày 29 đó chị. 29 bữa nay 27 rồi. 29 9 giờ. 9 giờ lúc 9 giờ sáng. Sự rất là khó khăn thật sự đó của chú anh chị. Tại vì mình thấy cũng người mình cũng đi hỏi vòng vòng ở xóm cũng như người dân ở đây là chị là không có nhà cửa gì hết. Mé bên hè này là đất của bên mẹ chồng. Sáng 6 giờ mới đi học tới trưa, tới chiều 4 giờ rưỡi nó về. Chiều đi học tới 9, 10 giờ đêm nó mới về nữa. Yeah. Chịu học lắm, chịu khó học lắm, chứ phải như con người ta mà không chịu học đâu. Vậy là bé rất là ham học hả chị? Ham học dữ lắm. Dạ. Nó học mà cái đêm đó là thi phải không, là nó thức sáng đêm luôn, nó qua bữa sau là thi nữa. Dạ. Đó thì cô chú anh chị ơi, theo Mạnh nghĩ gán giúp cho bé được cố gắng học hả cô chú anh chị. Tại vì bé là rất là ham học lắm, cho nên là chung em không muốn cho nó nghỉ đâu, nhưng mà giờ hoàn cảnh như vậy rồi đâu có khả năng đâu mà lo cho bé. Thật sự nếu mà không có ai giúp thì em nghĩ chị không thể nào mà chị lo được cái phần đó. Tại vì một mình bé sao mà làm được. Một mình bé đâu có nuôi được đâu, làm mà nuôi mẹ rồi thêm hai đứa em nữa. Cho chú hỏi ha. Năm nay là con học lớp mấy rồi? Năm nay con học lớp 12 ạ. Lớp 12.
con rất, chú nghe nói là con ham học lắm hả? Bây giờ là muốn học hay là muốn nghỉ nữa? Bây giờ ví dụ như bây giờ cha thì mất rồi, rồi bây giờ còn có một mình chị hai thôi, chị hai đi làm, rồi con nghĩ chị hai có làm lo được lớp mẹ này rồi lớp em với thêm một đứa em đi học, rồi lỡ như mà mẹ cho con nghỉ rồi sao? Con nghĩ là con sẽ bỏ luôn học bạ một năm để rồi đi làm kiếm tiền, sau đó rồi mới đăng ký đi học lại. Nếu mà không có ai giúp đỡ thì con sẽ ngưng một năm để đi làm kiếm tiền, rồi có tiền rồi mình học, giống như mình học trễ rồi ha. Đó, cô chú anh chị nghe bé tâm sự rất là ham học luôn. Đó thì Mạnh cũng rất là mong quý cô chú anh chị trong và ngoài nước có thể mà giúp đỡ cho bé để mà bé đi ăn học cho nó đầy đủ cô chú anh chị. Bây giờ thì anh tưởng thì không may, cái này là cái sự cố không may thì ảnh qua đời rồi, còn có một mình đứa con gái lớn đi làm thôi, mà sao mà làm nổi mà nuôi mẹ rồi thêm hai đứa em nữa, mà trong khi đó hai đứa em mình còn đang đi học, bé này thì đang học lớp 12. Là sang năm con thi đại học hả? Con học đại học. Đi, 1, 2. Con 17 tuổi hả? Dạ. Nếu mà mình nghỉ thì mình cũng đâu đủ tuổi đi làm đâu. Con định buôn bán chỗ này. Buôn bán hả? Con tính buôn bán cái gì? Con đi bán, mẹ sẽ làm đồ ăn xong rồi con đi bán sáng. Rồi tức là mẹ làm đồ ăn ở nhà, rồi con đem đi bán. Thank you.
Thank you.